Chiều nay cõi mộng bâng khuâng, em gieo thơ xuống trăm vầng ngã hương. Người xưa lòng hẳn nhớ thương, thuyền xa cõi mộng còn vương bến hiền. Đó là bài thơ Lòng Riêng xin gửi tiếng thầm của nhà thơ Minh Triết Trần Thiện Đà với giọng diễn âm của nghệ sĩ Thu Thủy. Trường văn trần bút một đời, ú hoài một khôi, vì người đầy thôi. Bút dầm mực máu nên lời, vẽ trăng nghe gió thoảng ngoài. Rượu đời chưa nhấp đã say, mén lòng một thuở cầm tay trao lời. Đường chiều đôi bóng chung đôi, quận khua cầu nhỏ thuyền trôi. Kể từ sông núi Long Đông, người xa biển biệt, còn mong ngày về. Người đi bỏ mặc câu thề, phong vắng hiu quần bốn bề trăng soi. Tháng ngày vun vút đưa thôi, nhịp đời từng bước xa rời tuổi xuân. Chiều nay cõi mộng bâng khuâng, em gieo thơ xuống trăm vầng ngạt hương. Người xưa lòng hẳn nhớ thương, thuyền xa cõi mộng còn vương bên.